Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây chính là Galaxy A50. Và bên tay trái của mình đó chính là Galaxy A70. Hai sản phẩm này thì đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người dùng, cũng như là đang đặt ra câu hỏi, đó chính là với việc nâng cấp không quá nhiều của chiếc Galaxy A70 thì liệu người dùng chúng ta có nên bỏ ra số tiền vào khoảng hơn 2 triệu đồng để có thể nâng cấp từ Galaxy A50 lên A70 hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích trong video này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nêu luôn cái quan điểm cá nhân của mình, đó chính là mình sẽ lựa chọn chiếc Galaxy A50 thay vì Galaxy A70 bởi những nhận định sau đây. Thứ nhất, về ngôn ngữ thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng Galaxy A50 và A70 nó không khác biệt nhau quá nhiều. Nếu không muốn nói là chiếc Galaxy A70 nó đơn thuần là phiên bản phóng to của chiếc Galaxy A50 mà thôi. Đổi lại thì chúng ta sẽ có kích thước màn hình lớn hơn khá là nhiều. Chúng ta sẽ khó thao tác hơn trên chiếc Galaxy A70 này. Màn hình của nó quá lớn, còn với chiếc Galaxy A50 nó có kích thước nhỏ hơn nên là mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng bằng một tay ở cái mức là cơ bản. Còn với chiếc Galaxy A70 thì dường như cái điều đấy nó rất là khó. Tiếp nữa đó chính là với mức giá chênh lệch hơn vào khoảng 2 triệu đồng thì mình kỳ vọng rằng chiếc Galaxy A70 của chúng ta sẽ được trang bị cái ngôn ngữ thiết kế nó cứng cáp hay đơn thuần hơn, nó sử dụng cái phần mặt lưng bằng kính. Nhưng không, Samsung vẫn duy trì cái ngôn ngữ thiết kế đó chính là nhựa mà thôi. Nên là Galaxy A50 nó cũng tương tự như vậy, thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc Galaxy A50 là đủ rồi. Tiếp nữa, nếu mà không nâng cấp về phần thiết kế thì mình cũng kỳ vọng rằng cái sẽ nâng cấp hơn về phần cảm biến vân tay. Nhưng không, Samsung vẫn bê nguyên cái cảm biến vân tay quang học trên chiếc Galaxy A50 lên chiếc Galaxy A70. Vậy thì mình cũng không có lý do về phần cảm biến vân tay để nâng cấp lên chiếc Galaxy A70. Tiếp nữa, về phần hiệu năng thì như rất nhiều video mình đã chia sẻ thì mình là một người dùng cơ bản, mình không cần hiệu năng quá nhiều và mình không phải là người dùng mua về để chơi game. Nên là với con chip là Exynos 9610 cùng với bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, nó hoàn toàn đủ dùng với mình rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng cái nhu cầu của mình chỉ là xem phim, lướt web, YouTube, YouTube Studio, Zalo, thì Galaxy A50 dường như nó đã đáp ứng nhu cầu của mình rất tốt. Còn với chiếc Galaxy A70, tất nhiên nó sẽ tốt hơn vì nó sử dụng con chip là Snapdragon 675. Bộ nhớ RAM của nó sẽ nâng cấp lên là 6GB và bộ nhớ trong sẽ nâng cấp lên gấp đôi với chiếc Galaxy A50 cơ bản, đó chính là 128GB. Thì thực sự đây là một nâng cấp mà mình cảm thấy đáng giá nhất giữa Galaxy A50 và Galaxy A70. Nhưng như đã chia sẻ, mình chỉ là một người dùng cơ bản nên Galaxy A50 nó vẫn đáp ứng nhu cầu của mình rất tốt. Về phần pin, mặc dù được trang bị viên pin lớn hơn, đó chính là 4500mAh, nhưng mà do sử dụng cái kích thước màn hình lớn hơn nên là cái thời lượng sử dụng pin của Galaxy A50 và Galaxy A70 nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Với cái dung lượng pin là 4000mAh kết hợp với con chip là Exynos 9610, nó tối ưu tốt giữa thời lượng pin và nhiệt độ ấy, thì mình sử dụng trong thời gian dài mà không gặp cái hiện tượng là nó là bị nóng lên quá nhiều, cũng như là cái thời lượng pin của nó vẫn rất ổn để đáp ứng nhu cầu của mình trong vòng một ngày là cái mức là mình sử dụng nhiều nhất. Còn thậm chí nếu như các bạn sử dụng ít ý, thì các bạn có thể sử dụng đến một ngày rưỡi cơ. Tiếp theo, về phần camera thì với chiếc Galaxy A70 và Galaxy A50 chúng ta sẽ có tổng thể là 4 camera, 3 camera sau và 1 camera trước. Camera sau của chúng ta ấy, thì sẽ có hai ống kính là hoàn toàn giống nhau, đó chính là ống kính góc rộng và ống kính đo độ sâu trường ảnh. Sẽ có độ phân giải lần lượt là 8MP và 5MP. Còn camera chính sẽ có độ phân giải nhỉnh hơn, đó chính là từ 25MP trên chiếc Galaxy A50 nó sẽ nâng cấp lên là 32MP. Nhưng mà với nhu cầu thực tế sử dụng hàng ngày của mình không phải là người dùng mà thích kiểu chụp xong để zoom lên thật to để có thể in ảnh ấy, thì mình đảm bảo rằng với chiếc Galaxy A50 nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn ở cái mức tốt rồi. Vì thực tế khẩu độ của hai sản phẩm này nó vẫn ở cái mức rất cao, đó chính là f trên 1.7, giúp chúng ta có thể thu sáng rất tốt trong điều kiện thiếu sáng. Và camera trước cũng tương tự như vậy, sẽ được nâng cấp lên là 32MP trên chiếc Galaxy A70. Nhưng mà như đã chia sẻ, cái độ phân giải cao hơn nó chỉ đáp ứng khi mà chúng ta phóng to hoặc là in ảnh thôi. Nên là với nhu cầu cơ bản của mình, Galaxy A50 nó vẫn đáp ứng nhu cầu rất tốt. Và cái yếu tố cuối cùng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định đến lựa chọn chiếc Galaxy A50 của mình, đó chính là mức giá. Hiện tại thì những chiếc Galaxy A70 mới bán ra nên là mức giá của nó ở cái mức khá là cao. Tùy từng cửa hàng thì chúng ta mới được áp ở mức giá thì chúng ta có mức giá hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó sẽ không thể nào hấp dẫn bằng những chiếc Galaxy A50 như này.
Thì hiện tại theo như tìm hiểu của mình, những chiếc Galaxy A50 này thậm chí ở nhiều cửa hệ thống ấy còn bán với mức giá chỉ là dưới 6 triệu đồng mà thôi. Thì đây thực sự là một mức giá rất hấp dẫn để chúng ta có thể mua, thay vì bỏ ra số tiền vào khoảng hơn 2 triệu đồng để có thể lựa chọn chiếc Galaxy A70. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Galaxy A50 cũng như là Galaxy A70 như này? Và nếu để lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn lại. Cứ Galaxy A50 rất ngon.